Hello, chào cả nhà nha. Bữa nay là ngày thứ hai mình quay cho cả nhà xem cắt lúa nha cả nhà. Cắt lúa coi anh em có bắt chuột hay không nha cả nhà. Bữa nay anh em cũng ít bắt chuột quá, không thấy ai trên cả nhà. Bữa nay mình quay cho cả nhà xem cắt lúa vườn của mình nha. Mùa nước nổi nha cả nhà, đồng vụ ba. Đây, ở đây có hai người bắt chuột này cả nhà ơi. Bữa nay anh em bắt chuột ít quá cả nhà ơi, không thấy ai bắt hết trơn. Cái nhà xem quê hương của mình nha, nhà cắt lúa nha. Cắt này cũng chưa cả nhà ơi, cắt này cũng 11, cắt này cũng 2 giờ cả nhà ơi, quên nữa, 12 giờ nghe nhà. Máy đang trả lời nha cả nhà. Có chuột không, xa lắm mà mình quay gần lại cho cả nhà xem nha. Kéo lúa nữa cả nhà. Đây có một số chó nữa đang bắt chuột cả nhà. Này bữa nay nhiều không có ta. Hôm qua mà mình quay có chuột ở nhà ơi, mà thấy anh em điện rồi mình không có quay chuột ở nhà xem, anh em đang chuột nữa. Mùa nước này là còn có 2-3 đồng vụ ba cả nhà ơi. Có một đồng ở sau hè mình là vụ ba nè, còn ở trên trên cua Bình Thạnh cũng có đồng vụ ba nữa, với ở trong cả nổ cả nhà ơi. Cái nổ mà dứt trên đó là còn đồng đó nữa à. Ở trong thành phố ngự mình á nghe cả nhà, còn có 3 đồng nữa.
khỉ ta nãy chạy nhưng không có chuột ta. Én quá én cả nhà ơi. Én bài trên đầu máy cắt quá trời luôn. Đất này quá nắng. Đó, chạy hay gì đó. Dính rồi cả nhà ơi. Anh đã bắt dính rồi. Ôi ôi kìa kìa kìa. Đó đó đó. Đều luôn bây giờ. Chụp thì chạy teo chuột luôn rồi. Chạy đi đâu luôn. Nhủi cái teo luôn cả nhà. Anh đang kiếm ba người luôn đó. Đó đó rồi. Vô chuột rồi cả nhà ơi. Này ra nghe cả nhà. Vô ổ rồi cả nhà ơi. Anh kia dính luôn hai con chỗ kìa. Có con đó. Thử.
kìa. Anh em cú là quá trời cả nhà ơi kìa. Tưởng biển chứ anh em bắt chuột quá trời kìa. Đây. Quá chuột luôn. Cái này. Quá trời anh em dí kìa. Cái đồng này mới nhiều nè. Dính cầm sâu chuột luôn. Hôm nay anh có chụp chuột. Okay. Anh em cũng tới đây ngừng cả nhà ơi. Giấc này cũng 1 giờ mấy luôn à. Bye bye cả nhà nha. Quá nắng nồi cả nhà, giờ nắng.